thưa quý vị vụ cán bộ lãnh đạo và nhân viên hàng loạt trung tâm đăng kiểm tại nhiều địa phương bị công an bắt tạm giam để điều tra liên quan tới việc nhận hối lộ đã khiến dư luận không khỏi dậy sóng điều này cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng quá tải ùn ứ khó khăn cho các chủ phương tiện thực hiện đăng kiểm Mới đây nhất, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã giao nhiệm vụ cho Tân cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Chiến Thắng, yêu cầu cục sớm triển khai các giải pháp trước mắt và lâu dài để đảm bảo phục vụ hoạt động kiểm định xe cơ giới cho người dân một cách thuận lợi nhất. Trước mắt Cục Đăng Kiểm tiếp tục thực hiện loạt giải pháp đồng bộ như huy động tối đa lực lượng đăng kiểm toàn quốc, những người bị khởi tố nhưng được tại ngoại, đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe, đảm bảo trình độ chuyên môn để chi viện cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, khẩn trương tuyển dụng để bù đắp lượng nhân sự thiếu hụt. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Cục Đăng kiểm phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nhanh chóng tiếp nhận lực lượng đăng kiểm viên để sắp xếp vào các đơn vị đăng kiểm, phục vụ hoạt động kiểm định, quan tâm đến chế độ đời sống sinh hoạt của các đăng kiểm viên. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiếp nhận 50 chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Giao thông để chi viện cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nguồn lực quý báu trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Về lâu dài, Bộ trưởng yêu cầu Cục Đăng Kiểm khẩn trương tham mưu Bộ Giao thông Vận tải, sửa đổi thông tư 16, lưu ý về nội dung miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới sử dụng, cân nhắc ra soát ý kiến của các chuyên gia về chu kỳ kiểm định xe, cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện và trình bộ giao thông vận tải đề án mô hình tổ chức của cục đăng kiểm, tách bạch chức năng quản lý nhà nước với hoạt động của các trung tâm đăng kiểm. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng chỉ đạo cục đăng kiểm xem xét siết chặt các điều kiện mở các trung tâm đăng kiểm, tránh tình trạng cho phép mở tràn lan dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh ngoài ra cục đăng kiểm tập trung nghiên cứu xây dựng lại nâng cấp hệ thống phần mềm kiểm định đáp ứng được sự kết nối các cơ sở dữ liệu của các bộ ngành đặc biệt của bộ công an để đảm bảo hiệu quả theo dõi giám sát phòng ngừa tiêu cực